Thưa quý vị, trong ngày 31 tháng 10, nhà chức trách Mexico cho biết một đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng ở bang Puebla, miền trung nước này đã phát nổ khi một số người đang lấy cắp nhiên liệu từ đường ống này. Vụ việc làm ít nhất một người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Phát biểu với báo giới, thống đốc bang Puebla Miguel Barbosa cho biết vụ nổ xảy ra gần đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng thuộc quản lý của tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex tại thị trấn Sa Pablo Xochimilco, phía bắc bang Puebla. Vụ việc cũng làm 50 tòa nhà hư hại. Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần đó. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2019, một vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở thị trấn Tahuelipan thuộc bang Hidalgo của Mexico đã làm 137 người thiệt mạng. Đây là một trong những vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử của nước này liên quan vấn nạn đánh cắp nhiên liệu.